Mẹ nhờ canh tiệm cầm đồ, nhưng cô gái mải mê cắm mặt vào điện thoại vì kẻ gian giở trò xấu xí. Hôm nay ngày 23 tháng 2, trên các diễn đàn phòng chống kẻ gian truyền tay nhau vụ việc manh động với caption như sau. Thấy cháu gái đang ngồi bấm điện thoại không để ý, đối tượng nam có pha cưỡng đồ chớp nhoáng. Qua đây khổ chủ lắc đầu chán nản, tự trách bản thân, sao mà xui quá trời quá đất, xem lại camera mà chán nản thật sự, càng hết lời không muốn nói thêm và muốn kênh Sài Gòn TV chia sẻ rộng rãi vụ việc để mọi người nâng cao cảnh giác. Không nghĩ mới đầu năm đầu tháng mà lại xui xẻo, bị kẻ gian chực chờ ra tay camera trộm cắp như vậy. Thiệt là giận tím tái người, giận tím hơn nữa khi nhỏ con gái nhờ nó trong tiệm mà nó chỉ trông vào cái điện thoại, buồn hết sức nói. Tình huống ra sao, mời cả nhà cùng Sài Gòn TV xem tiếp nhé. Cụ thể tình huống sau xảy ra tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Theo camera an ninh ghi lại cho thấy, một người đàn ông đi tới tiệm cầm đồ. Lúc này chỉ có một cô gái đang bấm điện thoại bên trong. Sau vài câu hỏi dò vô tri, kẻ gian thấy cô bé này hết sức dửng dưng với sự đời, cứ chăm chú vào màn hình điện thoại. Ngay lập tức người này thò tay vào tủ trong điện thoại rồi biến mất. Khổ chủ xem lại camera tức tên trộm một, tức nhỏ con tới 10. Chỉ biết thở dài ngao ngán, nhưng mạng xem xong clip hết sức bức xúc vì thời buổi hiện nay kẻ gian quá liều lĩnh, không biết sợ là gì. Mong pháp luật cần triệt tiêu những đối tượng này trong xã hội ngày nay. Thầm trách cô gái trong tiệm sao mà quá dửng dưng, ngay trước mắt mà vẫn không thấy thì thôi, nói làm gì nữa, bảo sao có không giữ mất đường tìm. Được biết khổ chủ đã trình báo cơ quan chức năng, mong tìm lại được tài sản của khách ký gửi cầm đồ. Nhưng trên hết là mong muốn chia sẻ clip để mọi người xem qua và lấy làm bài học phòng chống và rút kinh nghiệm. Sau trình báo, cơ quan chức năng đã có mặt, trích xuất camera, chia sẻ rộng rãi vụ việc đến mọi người. Còn bạn thấy sao về pha trộm ngay trước mắt? Tức tin trộm chỉ một, nhưng tức cô gái tới 10 này. Bình luận cho chúng tôi biết đi nha. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để tiếp tục cập nhật những tin tức đáng chú ý trong cuộc sống nha. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.